Mến chào các bạn. Tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng ở khắp nơi. Các bạn và gia đình bình an chứ? Nơi chuột ở sinh hoạt đang phục hồi nhưng vẫn còn giãn cách xã hội. Bản thân chuột và gia đình đều dính COVID-19, nghĩa là xét nghiệm dương tính. Tuy nhiên, tình trạng không ghê gớm kinh khủng như nhiều người nghĩ. Bà xã của chuột sốt nặng, ho, khó thở và mệt, trong khi chuột thì lại không có triệu chứng gì. Nơi chuột ở, trừ khi khẩn cấp, nguy kịch đến tính mạng thì xe cứu thương mới tới khi được gọi. Không phải cứ F0 là vô nhà thương hay khu cách ly tập trung. Nơi đây chính phủ không có dựng những khu cách ly tập trung. Tự động lái xe chở người đến nhà thương, bệnh viện sẽ không nhận. Tình trạng COVID kéo dài vài ngày, chuột ráng trì hoãn, kẹt lắm mới kêu dịch vụ cấp cứu. Vả lại rất lo nếu bà xã phải ở nhà thương cách ly 2 tuần. Cuối cùng nghe lời bạn bè xa gần chia sẻ kinh nghiệm, chuột không đi làm, ở nhà chăm sóc cho bà xã nghỉ ngơi, ăn uống và uống thuốc đều. Những thứ thuốc giảm sốt, thuốc ho, vitamin C, D, kẽm. Cứ như vậy, sau 10 ngày thì cô bình phục. Hai vợ chồng cùng đi thử COVID lại. Kết quả bà xã âm tính, trong khi chuột thì vẫn dương tính. Chuột gọi chuyên gia về sức khỏe nơi làm việc kể lể mình đã ngoài 70, có thể chết vì COVID, phải làm sao bây giờ, trong khi tiền bạc cạn kiệt do cách ly mấy tuần qua. Ông khuyên mình cứ tiếp tục cách ly ở nhà 10 ngày nữa để xem coi có triệu chứng gì không. Nếu không thì trở lại làm việc. Bà chuột đã đi làm lại từ đó đến giờ, có lẽ với con COVID trong người. Nói nghe có vẻ khôi hoài, phải không các bạn? Nhưng đã có những bác sĩ và khoa học gia khẳng định rằng cho đến nay vẫn chưa có thuốc trị, tức diệt trừ coronavirus mà Liên Hiệp Quốc gọi là COVID-19. Vaccine cũng như những loại thuốc bác sĩ kê toa chỉ trợ giúp hệ thống đề kháng trong cơ thể bạn chống lại tác hại của virus thôi. Hay nói khác đi, chúng ta có thể sẽ phải sống với COVID như với cúm vậy. Do đó vaccine rất quan trọng cho người có thể chất yếu hoặc đang mang những bệnh trầm kha về phổi, tim, máu huyết. Nhiều người già chết trong dịch COVID chỉ vì già thì yếu và trong người đã có sẵn bệnh, chứ không có bệnh nào tên gọi là COVID cả. Ai hỏi chuột muốn gì lúc này? Có lẽ cũng như các bạn, mình mong đại dịch chóng qua để con người khắp nơi trở lại sinh hoạt bình thường. Chuột rất mong về Việt Nam thăm bà con, nhưng khó quá. Chưa kể cách ly từ 2 đến 3 tuần sau khi phi cơ đáp xuống Việt Nam. Và ngay lúc này, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam rất phức tạp khi điều kiện ngăn sông cấm chợ vẫn còn tiếp diễn, đặc biệt tại Sài Gòn và các tỉnh phụ cận, nơi chính quyền phải điều động quân đội đi chợ giùm cho người dân. Thê thảm hơn nữa là sau hơn 3 tháng hãng xưởng đóng cửa, nhiều người thất nghiệp không còn tiền để mà mua thức ăn, huống chi là trả tiền ở trọ. Mùa hè lại sắp qua, trường lớp sắp khai giảng, niên khóa mới, hoa phượng đang tàn úa héo hon như lòng người giữa đại dịch. Tấm ảnh này chuột sưu tầm trên mạng là một cành hoa phượng tả tơi trên đường và hai tấm hình ảnh nhỏ, cảnh hai vợ chồng trẻ và đứa con thơ ở giữa trên đường chạy dịch về quê, dừng lại đợi ở một nút chặn và một người lăn trên xe máy ngủ tại chỗ vì mệt. Bây giờ mời các bạn nghe bản nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn có tựa đề là Nỗi Buồn Hoa Phượng với lời chế của Trần Phát và hòa âm karaoke của Thanh Danh nhé. Báo cáo chính quyền là em hết tiền, mấy anh làm ơn hãy cho mượn tiền, tiền ăn tiền sữa cho mấy đứa con, cái quần gì cũng chẳng còn, kiểu này chết quá bà con, cái tiền thất nghiệp trợ cấp đâu rồi, hứa cho mà sao chẳng tới lượt tôi. Rồi dài ngày nữa cắp đất thay cơm, hãy nhìn người tôi ốm ròm,
giờ đôi muốn rách cái mồm. Hết tiền rồi làm sao, tôi không hề nói sao, tôi cần tiền nào bơm máu. Một vợ và hai con, giờ đây chuẩn bị chết đòi, sống kiểu này thì sao sống nổi. Bắt tôi ở nhà phòng corona, hết mẹ đồ ăn lấy đâu mà ra. Cầu xin mấy má mấy tía mấy cha, rất nhiều người đòi thấy bà, làm ơn hãy thương dân mà. Các bạn đã nghe nhạc phẩm Nỗi Buồn Vì Hoa Phượng của tác giả Thanh Sơn, với nhạc chế của Tâm Phát, với chủ đề Nỗi Lòng Người Hết Tiền Mùa Dịch, hòa âm và karaoke của Thanh Danh. Chúc các bạn và gia đình khỏe mạnh, bình yên. Báo cáo chính quyền là em hết tiền, mấy anh làm ơn hãy cho mượn tiền. Tiền ăn tiền sữa cho mấy đứa con, cái quần gì cũng chẳng còn. Kiểu này kết quả bà con, cái tiền thất nghiệp trợ cấp đâu rồi. Hứa cho mà sao chẳng tới lượt tôi. Rồi vài ngày nữa cắp đất thay cơm, thấy việc người tôi ôm tròm, giờ đôi muốn rách cái mồm. Hết tiền rồi làm sao, tôi không hề nói sao, tôi cần gì nào bơm máu. Một vợ và hai con, giờ đây chuẩn bị chết đòi, sống kiểu này thì sao sống nổi. Bắt tôi ở nhà phòng corona, hết mẹ đồ ăn lấy đâu mà ra. Cầu xin mấy má mấy tía mấy cha, rất nhiều người đòi thấy bà, làm ơn hãy thương dân mà. Cầu xin mấy má mấy tía mấy cha, rất nhiều người đòi thấy bà, làm ơn hãy thương dân mà. Nỗi Buồn Hoa Phượng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.